Trung xin chào tất cả anh em nhé. Lại thêm một số cái phụ tùng về nhé anh em, cũng trả xe cuốc bánh lốp 05 đây. Cái chiếc hôm qua mà Trung đăng cả cái ngày hôm 3 năm 7 cái video là của một cái con Hyundai màu vàng. Hôm nay Trung lên một cái bộ combo của cái con Sola 92 nhé anh em. Sola 130 VKF đời 92 nhé. Nó cũng cùng đời luôn ấy. Hyundai 92 thì nó ta lấy thủy, còn Sola 92 là ta lấy cơ nhé. Đây, cái món trên video này Trung giới thiệu với anh em là cái con rùa quay to. Rùa quay to của Sola 130 nhé. Cũng là rùa Kawasaki nhé anh em. Đấy, rùa Kawasaki nhé. Kích thước thì nó, hình dáng thì nó na ná cái con mà vàng vàng hôm qua Trung đã đăng bán rồi đấy. Đây Trung kéo một vài cái kích thước nha. Tới cuối cùng của khúc cuối của cái đầu bê tông luôn là khoảng 50-51 nha. Rồi cái phần này thì nó tầm khoảng 10-13 cm nha anh em. 60 mấy cm nha. Nói chung là cái loại này nó cũng khá là gọn. Đường kính của cái chỗ cái mặt trời này nó tầm khoảng 28 này. Còn mấy cái cánh lỗ sau này thì nó lớn hơn, tầm khoảng 36 nha, 36 cm đường kính chỗ rộng nhất, chỗ mặt bích này 36 cm. Này trái nhông này nó nhỏ hơn trái nhông Hyundai, nó chỉ tầm khoảng đường kính khoảng 11 cm thôi. Răng thì nó cũng có, nó tương đối nha, không được đẹp lắm, nó có một cái gờ mòn này. Đấy, anh em xem đấy, Trung view thật kỹ vào đầu răng nhé. Tháo ra chưa có vệ sinh gì hết, để nguyên như vậy luôn. Vẫn là motor bê tông nhé nè. Vẫn có khối cân bằng gì đầy đủ hết ở trên đây nè. Chung lau sạch cái tem nhãn để anh em xem nhé. Anh em đang có nhu cầu sử dụng cái loại giống như thế này, đúng thông số như thế này, anh em xem thật kỹ tem nhé. Rùa Kawasaki nằm trên Sola 130 VKF đời 92 nhé. Con này thì đang hoạt động bình thường. Cái con Hyundai thì mình giả thì nằm trong tình trạng cái con xe nó bị ban động cơ nên không có test xe, bán mù mò một số cái chi tiết. Hôm qua kể cả cái con bơm mình cũng bán mù mò luôn. Còn cái con này thì tình trạng máy nổ ok, máy Isuzu 6 chạy nổ ok nên test xe chuẩn hết mới tháo xe nhé. Nên những cái con này thì mình bao sống được, bao sống cho anh em ngon lành hết được này. Rồi, Trung có một cái món hàng đơn giản như vậy, cũng mô tả sơ sơ vài cái thông số kích thước. Anh em thấy đúng đời, đúng nhu cầu sử dụng, hoặc là chế cháo lắp đặt vào được cái công việc gì thì anh em liên hệ nhé. Món hàng có sẵn tại nhà, anh em ở gần cứ sắp xếp đến xem nhé.